mến chào quý vị cùng đến với bản tin của kênh Thời sự 24 giờ HD, nơi cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Nữ Trường khoa dược tự kết liễu tại nhà nghi liên quan đến Việt Á, xôn xao bức tâm thư để lại. Nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung sắp hầu tòa xem xét đơn kháng cáo Tuyên án vụ thổi giá thiết bị tại loạt bệnh viện ở Hà Tĩnh. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cắt chi phí để giảm giá sách giáo khoa. Giám đốc Công an Nam Định làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi nữ trưởng khoa dược tự kết liễu tại nhà nghi liên quan đến việt á xôn xao bức tâm thư để lại quý vị thân mến vụ việc liên quan đến công ty việt á đã gây xôn xao dư luận trong thời gian dài khiến một số người vướng vòng lao lý vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ và chưa có kết luận cuối cùng Thế nhưng, một nữ trường khoa tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp mới đây vừa ra đi khiến nhiều người ngậm ngùi. Có thông tin cho rằng người này đã để lại bức tâm thư, nói những lời sau cùng, rồi nghĩ quẩn tại nhà riêng, khiến gia đình không khỏi đau buồn xót xa. Thông tin chi tiết về sự việc. Vào ngày 1 tháng 6, người nhà của bà NTTO, 52 tuổi, trưởng khoa dược, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, đau buồn thông báo đến ngành chức năng về việc bà này đã ra đi mãi mãi tại nhà riêng, nghi do nghĩ quẩn theo một lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp sau khi nhận được tin báo cơ quan công an đã triển khai công tác khám nghiệm hiện trường thực hiện các bước điều tra để xác định rõ nguyên nhân vụ việc trong khi trên mạng lại lan truyền bức tâm thư của bà ô trước đó khi ra đi với nội dung liên quan đến vụ mua sắm ký kết của công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á trong bức tâm thư mà bà này để lại bà cảm thấy bị ảnh hưởng khi phải giải trình kiểm điểm bị nghi ngờ trong khi hơn nửa năm cùng ngành y tế chống dịch không nghỉ ngơi bà lo sợ con cái cũng bị ảnh hưởng và mong muốn tìm ra nguyên nhân vấn đề xử lý đúng người đúng hành vi đại tá nguyễn văn hiểu giám đốc công an tỉnh đồng tháp khẳng định hiện nay công an đang làm rõ nguyên nhân sự ra đi của bà này chúng tôi chưa thấy bức thư đó khi tiếp nhận vụ việc liên quan đến mua sắm thiết bị y tế liên quan đến việt á thì chúng tôi có mời tất cả các y bác sĩ liên quan chứ không riêng gì bà ô được biết bà ô có trình độ thạc sĩ và đã nhiều năm làm trưởng khoa dược của bệnh viện đa khoa tỉnh đồng tháp Trước đó vào ngày 20 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giữ Trần Văn Hai, 59 tuổi, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đồng Tháp để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với hành vi trên, Nguyễn Thị Lệ Ngọc, 39 tuổi, phó trưởng khoa xét nghiệm, trần đoán hình ảnh, tham dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp cũng bị khởi tố tạm giữ. Theo kết luận của thanh tra tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2020-2021, các đơn vị ở tỉnh này đã mua sắm của công ty Việt Á thông qua 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị thực tế các gói mua sắm này trên 197,4 tỷ đồng đã thanh toán cho công ty Việt Á gần 157 tỷ đồng, phần còn lại chưa thanh toán nữ trưởng khoa cho rằng con cái của mình sẽ bị ảnh hưởng khi bản thân phải giải trình kiểm điểm vì vụ việt á nhưng lại chọn cách bỏ lại chồng con mãi mãi như thế này thì thật quá xót xa khi sự việc còn chưa đi đến kết luận cuối cùng mọi thứ còn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ có lẽ người này đã không chịu đựng được nổi áp lực lo lắng mà đi đến bước đường cùng người này chọn cách giải thoát bản thân khỏi những âu lo để rồi chỉ có người ở lại là chịu đựng nỗi đau đớn khôn nguôi Nguyên chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung sắp hầu tòa xem xét đơn kháng cáo. Kính thưa quý vị, nguồn tin cho biết tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội dự kiến ngày 20 tháng 6 sẽ mở phiên xử xem xét đơn kháng cáo của nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Trung trong vụ mua độc quyền chế phẩm Redoxy 3C thông qua công ty Acatic. Theo dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra 2 ngày từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6. Trong đơn kháng án, Nguyễn Đức Trung cho rằng bản án sơ thẩm kết án 8 năm tù bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ là không đúng. Nguyễn Đức Trung cho rằng mình không phạm tội này. Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Acatic cũng xin phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, Giang cho rằng mức án 4 năm 6 tháng tù là nặng. Cuối năm 2021, bị cáo còn lại trong vụ án này là Võ Tiến Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt mà cấp sơ thẩm đưa ra là 4 năm tù và giảm tiền bồi thường dân sự. Tuy nhiên, sau đó Hùng đã rút toàn bộ kháng cáo và chấp nhận phán quyết sơ thẩm. Trước đó, chiều 13 tháng 12 năm 2021, tòa án nhân dân Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung 8 năm tù, tổng hợp với bản án, bị cáo đã lãnh tổng hình phạt 13 năm tù, ngoài ra tòa buộc ông Trung khắc phục hậu quả với số tiền 25 tỷ đồng, ghi nhận bị cáo đã nộp 10 tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm tháng 5 năm 2016, Nguyễn Đức Trung với vai trò người đứng đầu chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm Redoxi 3C xử lý ô nhiễm nước các hồ, sau đó Trung tạo điều kiện để Nguyễn Trường Giang đi cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố sang Đức tham quan dự triển lãm xử lý ô nhiễm môi trường, mục đích là để Giang tiếp cận tham gia vào quá trình mua bán hóa chất Redoxi 3C về bán cho công ty thoát nước được sự ẩu thuẫn của bị cáo Trung, công ty Akatic đã độc quyền nhập chế phẩm. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo không bằng văn bản của Trung, bị cáo Hùng đã ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng mua hóa chất với Akatic. Hành vi của ba bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng. Tuyên án vụ thổi giá thiết bị tại loạt bệnh viện ở Hà Tĩnh, Thưa quý vị, theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hoa, giám đốc công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, 11 năm tù, Nguyễn Văn Trung, thẩm định viên công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu, 7 năm tù, Hoàng Thị Tâm, thẩm định viên công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu, 6 năm tù, Nhữ Thùy Dương, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế và hóa chất Hà Thành, 4 năm tù, còn bị cáo Lê Thế Nhiên, nguyên giám đốc bệnh viện huyện Can Lộc, Lê Văn Bình, nguyên giám đốc bệnh viện huyện Thạch Hà, Nguyễn Quang Hòa, nguyên giám đốc bệnh viện huyện Hương Sơn, Hà Thanh Sơn, nguyên giám đốc bệnh viện huyện Nghi Xuân, Trần Văn Nhân, nguyên phó giám đốc bệnh viện huyện Đức Thọ và Đỗ Thị Thương, thẩm định viên công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu cùng lĩnh 3 năm tù. Riêng năm bị cáo còn lại, nguyên là kế toán trưởng của các bệnh viện bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, biết rõ giá thị trường của một bộ máy giặt, máy sấy xuất xứ từ Hàn Quốc giao động từ 520 đến 560 triệu đồng, nên từ năm 2018 đến 2019, Hoa nhờ chồng là Trịnh Quang Tuấn liên hệ với giám đốc các bệnh viện đa khoa tuyến huyện để hướng dẫn đặt mua bộ máy giặt, máy sấy với giá 3 tỷ đồng một bộ và được 5 bệnh viện đồng ý Thời điểm này, Hoa hướng dẫn các bệnh viện lập tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ và được đồng ý hỗ trợ với số tiền từ 2,5 đến 3,5 tỷ đồng một bộ máy giặt máy sấy. Hoa sau đó đã nhờ công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu cung cấp chứng thư thẩm định giá nhằm mục đích làm giả hồ sơ để hợp thức hóa. Khi đã có giấy tờ thẩm định, dựa theo hướng dẫn của Hoa, các bệnh viện làm tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các hồ sơ dự thầu đã được Hoa cấu kết với Nhữ Thủy Dương làm giả với mục đích để công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh trúng thầu. Với thủ đoạn trên, 5 bộ máy giặt, máy sấy xuất xứ từ Hàn Quốc được nâng khống bán với giá 14,4 tỷ đồng cho 5 bệnh viện đã gây ra thất thoát cho nhà nước hơn 9,4 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.